khép 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 cái cửa vào cho nó ra. Đấy. Không lội xuống nước một tí nào cả. Tao luôn phun đi mẹ mình nhìn ai cho tao lên. Tức như bể bơi này. Đúng rồi. Xây đẹp. Đâu rồi? Bố điện này. Đây. Đâu? Đây là anh nhìn tí nữa anh chỉ mở. Làm nghệ sĩ à, cuối cùng về thành nông dân. Về già thành nông dân hết. Từ từ mắc. Lúc mỗi lần đánh cá này ông kia cứ phải nhảy xuống ao. Thế bây giờ làm này chả mùa đông rét mướt cũng chả sao. Là cái này là gì đấy đấy. Cũng đi dày bắt cá. Nó có một cái que cái sợi vớ vẩn hơn dính nhà này. Được chưa? Đi đi. Vứt đừng cho nó lại dắt vào tựa vào ấy nè. Ờ tí nữa thì đánh nghề khều lên à anh. Đây xong đi vòng quanh. Cầm thêm cái que vào đây. Đấy xong cái này thì nó mới quanh được ao chứ. Cái này chú vừa mắc vào cái cột kìa. Đâu? Hay là thả chúng thôi. Đấy có một con dính rồi. Đi kìa. Có một con dính rồi. Dính thì lấy lên kiểu gì. Vâng. Có mắc một cột không? Không gì. Rồi. Có con dính rồi đấy. Dính này đấy mà. Phải vứt xa cái cột đấy ra. Nó sắn nữa mà cột lại nhảy xuống. Sắn cái gì? Tôn thôi. Rồi chuyển đi. Sao? Quan trọng cái chỗ mỗi chỗ kia thôi. Đây chỗ này đưa cái đấy, cũng sợ cái bèo đi này chứ. Quay vòng tròn này dễ được nhiều á. Mắc bèo. Bây giờ cái này. Đấy thế, nghĩa là người ta không chui được qua này thì gì cần. Thấp xuống anh không có. Anh Tuấn phải thấp xuống chứ. Rồi. Bây giờ có phải xua không? Xua ném cho vài chỗ bắt chạy. Đằng bên đằng kia có vẻ nhiều. Phát lúc trước đã bị dính quả con kia rồi. Kiểu gì dính nhiều. Dính nhiều là phải vứt xuống. Bé, cá con cá bé. Không bỏ. Béo con cá bé, toàn cá to. Chắc là cùng đàn. Không có cá bé. Đây đi, nè.
Bên này thôi. Thu lên. Nó dính ngay chỗ này các bạn hay không? Dính ít nhất là hai con này đấy. Hai con là đủ ăn. Cá to rồi, cá. Đợi tí nữa không? Hả? Đợi tí. Mới dính được 2-3 con đằng kia thôi, còn bên này không biết. Em 2-3 lúc... con tức là 6-7 cân thì không. Thế là quẫy đằng kia giữa một phát. Tức là 2 con tức là phải là tầm ít nhất là 5 cân rồi. Yeah. Mà nó dính đến 3-4 con là tôi lại phải vớt xuống. Cái này là anh nuôi gì trong này này? Hả? Căng màn này nuôi gì? Trong ấy là nuôi lươn. À, lươn đấy. Nhớ cái gì? Xóm này thì mẹ nó tát ao đầu năm này, từ cuối năm cuối Tết ấy. Nghe tát ao con nào đẹp thì mẹ mày thậm chí 2 cân 2 cân rưỡi thì bỏ vào đây. Chứ nó xong mẹ thì về mình chơi. À được rồi đấy mình ạ, được rồi đấy. Tức là mình nuôi theo chế độ của mình. Nhưng mà anh có cho nó ăn gì ạ? Ăn ngô. À, ngô nấu, ngô ủ chua. Anh ném xuống này. Buộc phải ăn chế độ nhà mình thì mới là cá của mình được, nó mới ngon lên thì mẹ cá của người ta ăn vỡ bẩn. Ăn bậy, nói chung là không phải là cá sạch. Về đây mình chuyển nó thành cá sạch. Giếng. Anh thiết kế quả tròi được đấy. Quả. Hai quả tròi. Ngồi xuống. Hả? Dạ. À con mày là họa sĩ cũng đi vẽ lại những cái đã có. Chúng mày chưa bao giờ phát hiện ra một cái gì cả. Tao đố mày phát hiện ra cái gì. Làm gì có ông nào phát hiện đây? Ông nghĩ rằng. Ui, được rồi. Anh Dư ơi. Trời đất ơi. Ông chỉ đang nó chảnh mắt à. Đừng bao giờ nói cái gì cả, tôi sáng tạo ra. Không có sáng tạo gì cả. Anh Ben Stan cũng sáng tạo ra. Ví dụ anh Ben Stan cũng đổ quân bằng nhé. Lúc của xưa ra lúc kia. Nó có rồi, còn gì nó cấu tạo ra vũ trụ. Nó có rồi, ông đang giải thích là tại sao có vũ trụ. Chắc chắn có rồi, thì cũng cái được. Để giải thích cho mọi người hiểu. Đấy, con kia chắc rồi. Đấy, con này nó đang kéo. Cái gì? Một to lắm. Con này to lắm. Đánh cá này tự nhiên nó đã có rồi. Mà có rồi, ông chỉ ông chỉ có mô tả lại thế thôi. Vụ ông thì mẹ ông có làm được cái cặc cái đâu. Ông bút phép cả. Nếu ông sáng tạo, ông đang là thượng đế mẹ thôi. Không bông nào bịa ra cả. To, con này to. Còn con nữa vít. Cỡ con này đã. Hai con là được. Bình tĩnh. Quân luôn cái này phát lên mạng. Cá tươi nhỉ. To phết đấy chứ. Con này là con chấm cỏ. Chấm cỏ cơ. Nó lên nó ăn cỏ. Đây nó ăn bèo. Màu đẹp này mà. Cả màu đẹp. Tới cả đất kia. Được. Xong rồi. Em nhiệm vụ quá. Chạy đi đâu được. Chạy đấy khiến nó nhảy mẹ chứ. Không. Chắc ở chỗ vườn đấy. Thôi chơi tiếp còn nữa là xong. Đây là đỡ cái nít cho em ra đây này. Đấy cá vẫn đi dày đen đánh ra. Đó, hôm qua vẫn nít lên này. Thôi một con nữa nhỉ, mắc giữa lưới. Con kia cũng chấm giống con này. Cái chấm cỏ nó thàn lắm này. Ồ, mè, con mè. Mè ngon hơn à? Ừ. Ui, hai con. Ơi, cho con bé nó xuống lấy con to kia lên. Mẹ mày, dãy thì. Con này là to thì. Con này to hơn. Lấy đằng này, không phải gỡ. Đấy, nó ra rồi đấy. Lấy đằng đấy, không phải chui. Ôi. Không phải chui. Vớt được con kia, cứ thả con này, không lại con kia tuột ra mẹ. Đây giờ đánh quá ai. Em lấy là không thể đánh được nào. Đạp vào cá.
để thả xuống. Để cái cho chắc ăn đã. Nhảy một lần nó thả xong về cái sau đấy thả. Rồi ăn thả con này xuống nhá. Thả nhẹ nhàng đấy. Đấy, con này to hơn, ăn ngon, ăn con to. Con này ngon này, con này to. To, to sướng. Bụng còn to kìa. Ừ, có khi trứng. Trứng. Đấy. Ăn con to. Con này ngon. To rồi còn. Con này ngon hết. Mèo này đã 80 mấy năm rồi đấy. Cho hẳn lên trên này. Tại vì nó mới có hẳn. Ôi kìa. Kìa. Đây là khỏe lắm, con mèo to thế.